Phần 4. Hướng dẫn sử dụng Windows Live Photo Gallery 2011. Chúng ta chọn Start on RAM và click vào tên chương trình Windows Live Photo Gallery. Và chương trình này nhằm quản lý các tập tin chứa hình và giúp chúng ta chỉnh sửa được hình. Và chúng ta có thể up lên các tiện ích khác như là Keyriver, Facebook, YouTube hoặc là group của Windows Live Flickr. Và các bạn cũng đăng nhập vào chương trình. Xuyên yên, các bạn điền đầy đủ thông tin đăng nhập và bấm chữ xuyên yên. Và chương trình đã đăng nhập được. Đây là giao diện các folder cơ bản khi mới đầu cài đặt. Và chúng ta sẽ vào Include Folder để chúng ta on một folder hình mà chúng ta muốn quản lý vào. Tôi chọn ổ D dữ liệu, chọn vào folder lưu trữ hình ảnh của tôi, Data USB. Và tôi chọn hình folder chứa hình đại bàng. Đây folder của tôi. Và bấm Include Folder. Và các bạn có thể xóa các folder không mong muốn của mình bằng cách chọn vào folder và bấm Remove. Bullet Picture Remove. Và chúng ta còn hai folder, My Picture và Đại Bàng, chúng ta OK. Và chương trình sẽ tự import cái folder chứa hình ảnh của chúng ta lên. Đây là một số hình của tôi. Tôi nhấp đúp vào. Đây là các thằng công cụ ở bên trên để giúp chúng ta có thể chỉnh sửa hình ảnh. Tôi bấm Load File để chọn tấm khác. Và tôi click phải chuột, bấm View File để xem. Và tôi có thể chỉnh sửa đặt tab. Đây là tôi chỉnh sửa cho hình nó nghiêng qua một chút. Và tôi chọn hiệu ứng hình ảnh. Đây là các màu, các effects. Và các bạn click vào Revert to Original để trở về nguyên bản của tấm hình. Và tấm hình của tôi đã trở về nguyên bản. Và thân crop giúp chúng ta chọn hình theo các dạng khổ ưng khác nhau như A4, 43, vân vân. Và chúng ta bấm Apply Crop. Và đây là thân rig để chúng ta set ra desktop làm hình nền. More tool là các bạn có thể mở tấm hình này lên với các chương trình chỉnh sửa hình ảnh khác như là Adobe Photoshop CS5, Picture View hoặc Pen. Còn đây là order write để in hình, photo email để gửi mail, blogbot để viết log tấm hình, để bot tấm hình lên log, movie và các tiện ích khác như Keyriver, Facebook. Và đây là in, và chúng ta có thể chép hình được. Và đây là thao tác căn bản để sử dụng Windows Live Photo Gallery. Và tôi sẽ tạo một folder con trong folder đại bàng. Và tôi sẽ copy các tấm hình khác vào folder hình 2 trong folder đại bàng. Và tôi chọn vào hình tháng 2 năm 2010. Tôi copy. Và tôi bấm vào hình 2 và tôi paste. Và đây là folder. Và đây là tấm hình tôi copy vào password. Và đây là thao tác căn bản sử dụng phần mềm Windows Live Photo Gallery. Chúc các bạn vui vẻ.